Đây cả nhà ơi, hồi tối mấy con cá kèo này hồi tối mình đổ lúa nè cả nhà. Ông anh hai cũng đi đổ lúa, bây giờ mình làm mình đổ mắm ăn nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mắm đã sôi nha. Bây giờ Nguyên mời cả nhà ăn cơm với gia đình của Nguyên nha. Đó. Đây gia đình của Nguyên đây. Heo lì, heo lì. Kìa kìa, quay dòm lên kìa heo heo. Heo ơi, con đang làm gì đó heo? Kìa dòm cha kìa. Ơi. Ủa quá trời luôn. Mới làm đuối gì vậy? Mới đổ. Ủa cá kèo rồi cả nhà ơi. Mới đổ lúa rồi nha cả nhà. Sú nè, cá kèo quá trời luôn. Ồ, sú bự quá trời luôn. Ừ. Đây nó đen con nè. Dạ. Có con ghẻ con kìa. Ồ. Bên này con ghẻ. Con ghẻ khác ghẻ phát rồi. Con này là con ghẻ nè. Con này con ghẻ nè. Nè. Con ghẻ nè. Ồ, quá trời bự. Con này ăn me ngon lắm nè. Có con bồ tọt nữa kìa. Có con bồ tọt. Bồ tọt rồi các nhà. Đó, con bồ tọt. Cá kèo mai kho. Con mắm ăn ngon lắm ạ. Chiều trời mưa lớn lắm cả nhà ơi. Mưa lớn lắm. Nó có lá mắm đồ lộn xì ngầu xuống nó có bóng rồi nó cả nhà. Đây cả nhà ơi, hồi tối mấy con cá kèo này hồi tối mình đổ lúa nè cả nhà. Ông anh hai cũng đi đổ lúa, bây giờ mình làm mình đổ mắm ăn nha cả nhà. Nay mẹ sẽ làm cá kèo, cái mình sẽ nấu đổ mắm mình ăn nha. Cá kèo sẽ mặn sống là hết nhỉ. Mặn nó đơn giản thôi mà. Chỉ chặt đầu, chặt đuôi đúng không? Nhà người ta không có cho chặt đầu đâu nha. Không cho chặt cái mỏ nó đâu. Mỏ ngon mà. Cá kèo thì mình mặn rất là đơn giản cả nhà. Chặt chóp đầu ở trên với cái đuôi là xong nha. Mình làm xong cái này cái mình rửa sơ sơ cho bớt nhớt cái mình ăn nó mắm cả nhà ơi. Bây giờ mẹ Trung Nguyên sẽ đổ nước vô và nấu lẩu mắm rồi cả nhà. Cá kèo thì đã chuẩn bị rồi, mặn sạch sẽ rồi. Rồi bây giờ nước đã sôi rồi cả nhà ơi, bây giờ mẹ Nguyên sẽ bỏ mắm vô nha. Đây là mắm cá phi. Bột ngọt với đường. Có nước mắm rồi mà. Không nước mắm rồi. Ờ mà, quên nước mắm. Mọi chim miếng muối vô cho nó dạ. Nó kèo còn sống rồi. Cả nhà ơi, bây giờ mắm đã sôi nha. Bây giờ Nguyên mời cả nhà ăn cơm với gia đình của Nguyên nha. Đó. Đây gia đình của Nguyên đây. Heo lì, heo lì. Kìa kìa, quay dòm lên kìa heo heo. Heo ơi, con đang làm gì đó heo? Kìa dòm cha kìa. Ơi. Rồi mẹ bỏ cá đi mẹ. Bây giờ mẹ Nguyên sẽ bỏ cá kèo vô để ăn lẩu nha cả nhà. Nó còn sống á.
hết đi. Ngon quá, bỏ hết rồi mẹ. Ủa ngon quá. Vô đậu nó bơi dữ. Rồi bây giờ Nguyên mời cả nhà ăn cơm với gia đình Nguyên nha. Để con bỏ chả cá vô. Bây giờ Nguyên sẽ bỏ chả cá cho nghe cả nhà. Cá này là cá phi à. Nó muốn đồng nha cả nhà ơi. Ngon quá trời ngon nha cả nhà. Ngon quá trời. Ngon lên từng vị. Ngon dữ không? Nãy dặn mấy chén à. Ngon rồi chín rồi nè, ngon quá trời ngon luôn. Ồ ngon quá. Ăn đi mẹ. Dớt cái kèo ra đi. Ừ, dớt kèo. Dớt cái kèo ra đi cho nó ăn như mấy như cái để thôi lắc nó bả luôn. Dẻ. Cái dẻm. Dẻm. Giọng với nó nhậm lòng rồi. Để mai làm hết. Mới luộc trắng tiêu á, luộc văn quan giả luôn. Ít có lên, ít có gẹm lắm mày. Ừ, bây giờ mới có gẹm đó chứ, biết bao lâu đâu có gẹm đâu. Gẹm cái không có đập chứ. Thôi chưa ấy chưa. Nó bả tỉnh có hai con. Có gì gẹm hả gẹm? Gẹm mới đúng. Gẹm đúng. Con gẹm, con gẹm. Gẹm con à, con gẹm cái con gẹm không gà mình ăn gẹ đó. Gẹ. Có hai con tối lắm ha. Quá, con kèo béo. Sao? Ăn dữ rồi, ăn nó bắp dữ không nghe đấy, hơi dầu quá. Chưa ăn không? Nãy giờ ăn dầu à? Hơi dầu. Phải thổi nghèo, không ho hơi dầu á. Đúng không kịp luôn. Thoải mái nhả lại vô chén. Hơi dầu quá. Màu canh tới 2 tỷ đó trời. Tỷ tế. Chừng phải ngọt chứ. Ê. Cái ngọt có 13 ngàn à. Chừng nó 2 tỷ đi. Khổ lắm. Khổ lắm. Đủ lắm. Dễ lắm. Mấy á. Chả ngang làm thế vậy hả. Không muốn xuyên. Dạ thì nó trên xã quay 10 ngàn. Nhưng mà xuyên không được.
hay có là lượt mà ảnh không có lượt như phải chả khô luôn. Ủa này mình thấy nước lượt là ảnh đâu có xương đâu. Nhắc rau ôm thêm như đâu anh. Bỏ rau ôm chưa? Muốn ngon. Mới bỏ con uống vô. Anh ăn sao nó không qua ta? Chỉnh cái gì vậy? Ai chỉnh gì? Tiếng Nam nó không sao, tiếng gọi cũng cơm bây giờ vậy đó. Xanh hôm qua nghe nhầm năm trước á.